quý vị và các bạn đã đến với khung giờ quen thuộc của chương trình đồng hành cùng giải thưởng phim ngắn HTV. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV thực hiện. Nếu được phép bình chọn phim ngắn nào là phim ngắn có phần mở đầu cuốn hút mình trong số 24 tác phẩm vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay, thì Phương Linh sẽ được bình chọn đó chính là phim ngắn Ranh giới của nhóm Mập Media. Cuốn hút ra sao và họ đã thực hiện những cảnh quay đó như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đến thế giới không suy tư không âu lo, sống chấp nhận phút giây ta từng make up and make up now, make up and make up and make up now, make up and make up and make up now, make up and make up and make up. Để có được một phim ngắn 10 phút với hình ảnh đẹp và nội dung lôi cuốn là cả một quá trình làm việc vất vả của các thành viên trong ekip. Đặc biệt với chủ đề bốc thăm được là âm nhạc, thì nhóm đã sáng tác riêng các ca khúc ở trong phim ngắn với nội dung câu chuyện, cũng như để truyền tải cảm xúc của nhân vật. Vậy, các giám khảo của cuộc thi có được thuyết phục bởi sự đầu tư này hay không? Phim này rất là đáng nể ở chỗ các bạn đã sáng tác được 3 bài hát riêng của mình. Và các bạn đã có những phần dàn dựng về musical, phần dàn dựng về thể hiện âm nhạc rất hoành tráng. Có lẽ đây là phim mà có gọi là đầu tư về kinh phí cao nhất ở trong cuộc thi làm phim của chúng ta. Và rõ ràng là các bạn phải rất là tự tin với cái dự án của mình thì các bạn mới mạnh dạn là các bạn đầu tư. Và nó có những cái sức hút rất là đại chúng. Chúng ta đang đến với chương trình Tết Thế Giới 2018. Và đây là một chương tài năng của Hà Phi và Thân Đông. Thực ra phim này công việc của người DOP lại không phải là nhiều, mà công việc của cái phim này thực ra là cái sự mi giang sen của cái người đạo diễn trong nguyên cái cảnh quay như thế nào. Tất cả mọi thứ nó đều chỉ là những cái cú máy chạy nhưng có sự sắp đặt. Chủ đề âm nhạc là một cái chủ đề nó không có dễ làm, nhưng mà các bạn làm được cái điều đó ở những cái phút giây đầu tiên. Tuy nhiên đến phút giây thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì gần như là cái chuyện đó nó không còn nữa, mà là nó đang trở về một cái đoạn video để các bạn thuật lại một cái câu chuyện ở trong kịch bản của mình. Các nhà làm phim trẻ thường thì cũng thấy hùng hỏng ở chỗ nào, thấy chưa giải thích được hay gì thì mình sẽ cho phụ đề, mình sẽ cho lời kể, mình sẽ cho người thứ ba nói vô. Bộ phim này là nó bị cái đó, chứ còn tính chất giải trí của bộ phim này khó và có một cái sự đầu tư khá là kỹ lưỡng so với những cái bộ phim khác. Giờ con mới hiểu rằng bao ngày mẹ luôn âm thầm, luôn ở bên con mà con quá khờ, cứ chìm trong nỗi đau ngày xưa. Hỡi con của mẹ, dù con có trở thành ai, hãy cùng đón xem phim cũng như lắng nghe những ý kiến khác từ các ban giám khảo vào lúc 17:15 trên kênh HTV9, phát lại vào lúc 10:30 ngày hôm sau trên kênh HTV7. Giải thưởng phim ngắn HTV năm 2018 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.